Hello và xin chào tất cả mọi người đến với kênh YouTube của mình. Rất là vui khi gặp mọi người trong video này. Và như mọi người có thể thấy, hiện tại bây giờ thì khởi đầu ở Hao 2.4 thì mình đang có một đội hình liên quan tới kiểu là chiến binh và huyễn long mọi người nhá. Trong game này thì mình sẽ cố gắng tìm kiếm cho anh em xem đó chính là lõi xoay bài tự động. Một cái lõi công nghệ mà khiến cho rất là nhiều anh em cũng phải là đánh đổi rất là nhiều thứ, tiền bạc và cả rank. Bởi vì khi mà cố gắng Ron tìm kiếm cái lõi công nghệ này ấy, mà nó không ra xoay tự động ấy, thì sẽ khiến cho mình bị thọt rất là nhiều vàng và nguy cơ top 8 rất là cao mọi người ạ. Bây giờ mình đang có 32 vàng ở 2.5 rồi, cứ mình cứ tích vàng cái này nha, không dùng nhiều. Cứ thế thôi. Để đợi đến khi đến round 3 gần 3.1 ấy thì mình sẽ bắt đầu gọi là all in Ron luôn. Ok, 2.6, 40 mất vàng, cố gắng tích vàng mọi người nhé. Game này thì mình không có lõi công nghệ tích vàng nhiều á, nên là cũng hơi vã. Ông này có Lee Sin full chí mạng được sớm là đồ đẹp á. Đội hình mình đang 2 chiến binh 2.7 rồi. Với đội hình này thì mình nghĩ là để xem nào, có nên lên cấp không nhỉ? Lên cấp đi mọi người ơi, mình sợ thua. Tuy rằng là thòm một chút vàng nhưng mà không bị thua bài đá là ok rồi. Chứ thua bài đá là một cảm giác rất là tồi tệ luôn á. Ba chiến binh hay huyễn long. Mình sẽ bán đi một nhà all in luôn và bây giờ mình sẽ open level 6 và Ron đây. Nào, Blee. Từng 4 vàng của tôi đâu? Không, từng 4 vàng à? Ủa đen chưa? Lee Sin Anivia 2 sao. Có từng mình sẽ lên con Lulu đi mọi người. Bởi vì thực ra thì nếu như mình bị từng 3 vàng 2 sao mọi người thì nó sẽ nở ra, nó sẽ hóa thân thành rồng á. Thường thường như vậy. Nên hy vọng là trận đấu này cũng sẽ như vậy mọi người nhé. Bây giờ mình đang có đó chính là hai con tướng 4 và 2 sao rồi. Và hy vọng là sẽ có lõi công nghệ đó chính là xoay bài tự động xuất hiện. Ui, tuyệt vời mọi người, có lõi xoay tự động rồi. Perfect. Bây giờ thì mình sẽ xoay để xem được rằng là cái nhân phẩm của mình khi mà xoay ra thì sẽ có gì mọi người nhá.
Vậy là mình có một con iDAT 2 sao, xay da, 4 xay da và một 3 iDAT mọi người ơi, ngon phết. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu bui đội hình để có thể comeback mọi người nhá. Ok đây rồi, còn Kain rồi. Bây giờ mình thiếu một con, đó chính là con tướng, đó chính là con gì nhỉ? Một con Atchot nữa hoặc là con Volibear một nhá, thì kích hoạt luôn combo 5 Kim Long. Nearly kìa. Nearly cuồng long à? Mạnh đấy, mọi người chắc mình ra là mình thua rồi. Xây ra của mình thì vẫn chỉ mới có một đồ thôi. Nearly có vẻ, ai à, iDAT trầu đấy. iDAT thì mình đã cho thêm một cái trang bị của đội hình Kim Long cho nó cầm luôn rồi. Ok, win luôn, khỏe phết. Nó 3.3 mà có một con iDAT 2 sao, còn xây ra 2 sao thì rất là khỏe rồi. Mình sẽ lấy cây quá khổ nha mọi người để lắp một cái cuồng đao cho con tướng, đó chính là xây ra cuồng đao luôn mọi người ơi. Ủa rồi, này có xảy ra nhưng mà có vẻ không ổn rồi. Không thể nào carry nổi Thượng Long này. Thượng Long từ sớm thì nói chung là mấy ông ấy là thật ra chỉ cần đội hình gần full 3 sao thôi thì đố ai mà chết nổi. Đội Thượng Long nó kiểu là chơi khá là thú vị đấy mọi người nhá. Nếu mà chơi được Thượng Long khá là thú vị và hay.
Tiếp theo mình nhận được đó chính là một cái đồng xu này thì nó sẽ khi mà nó nổ ra sau chết thì 7 lần nó nổ ra thì mình sẽ được một bàn tay kim cương và một cái Neko của nhá, máy Nhật Bản. Quẩn anh em ơi, say ra lắm lông liên tục. Ok, Quyên bảo ơi, say ra khỏe quá. Ai đáp là chống chịu cho con say ra thể hiện quá kinh khủng luôn. Năm kim long. Điện là chúng là lâu lắm rồi mọi người. Phải có lâu lắm thì mình chưa là chưa đội hình, đó chính là chín kim long xoay đi. Ủa, chín lợi phẩm à? Là chín lợi phẩm đâu mọi người ạ. Nói chung là hơi đen. Bây giờ thì để xem nào, bây giờ thì 77 vàng mình sẽ cái này. Ui, ai đáp mọi người này ngon thế nhở. Cái này mình sẽ dừng ở mức đó chính là ở level 8 đấy mọi người nhá. Mình là Ron, Ron level 8 đi. Cái này mình sẽ dừng ở level 8 mà Ron, để một là kiếm Adat 3 sao, hai là kiếm được Saiya 3 sao đi. Cố lên Saiya ơi, đúng rồi, ném liên tục vào. Ây da, ây da, ồ win on. Cái chiến lợi phẩm tốt phết rồi. Nhiều khi cái chiến lợi phẩm giúp cho mình một pha gọi là hồi sinh vậy. Mình vẫn tiếp tục có duy trì ở mức level 8 và vàng để Ron kiếm Adat hoặc là Saiya 3 sao mọi người nhá. Ông này đang chơi đội hình gì đây? Khá là tạp nham hả? À, Lôi Long à? Lôi Long là một đội hình mà mình chính kiểu là rất là ít chơi và chưa một video nào về Lôi Long trên cái kênh của mình cả. Thank you.
5 kim long, 4 cuồng long, 1 đồng thần. Bây giờ thì nói chung là ở 4.5 này thì mình sẽ đợi đến ra 4.7 đi. 4.7 hên nó ra được xuất sắc ma thuật hoặc là Neko thì ngon nữa. Lùi máu còn nhiều mọi người, không nên không sợ nha. Cứ thấy mất quẩy thôi. Mình đang bị đau họng mọi người nên là nói chuyện nó sẽ không được như bình thường. Ấy, đang bị ốm mọi người, khó chịu quá. Người ốm biết à? Sivana cũng là hệ rồng 10 vàng. Sivana bu cho nó full chí mạng và có 3 quyền năng, nó thật khẩu to lên nhìn nó hay phết đấy mọi người. Bây giờ thì trang bị thì nó vẫn không được thể chế trang bị hay được. Tính làm quả IDAT 3 quyền năng nhưng mà thực ra thì trang bị không có mọi người. Ui, bùa xanh ở nước mắt này, nhiều nước mắt thì không cần rồi, không cần nước mắt đâu. Doe luôn rồi, ngon thế nhở. Bây giờ mình sẽ hoạt lên, đó chính là 7 kim long nha. Ai thiếu gì nhở? Thiếu thiếu Volibear. Quên mất nãy giờ cho bắt level Volibear rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu run em nghe. Xây ra này. Ui con Hagrid bao nhiêu thế nhở? Bây giờ thì mình sẽ kiếm cho phủ kiếm cho con xây ra luôn, găng cho con Doe của nhở. Đang còn dư trang bị này, một cái bút rồng rồi là các kiểu đây. Từ từ đã. Ui, ông này cũng say ra. Nhưng mà ông này gần chết rồi. Ông này gần chết rồi người. Chắc round này mình cho ông này đột đầu thai luôn này. Ây da, chết chưa? Ui, một tiết à. Mấy ông một tiết này nguy hiểm lắm mọi người ơi. Mình đã chứng kiến rất nhiều trận đấu những đối thủ một tiết gọi là comeback một cách cực mạnh rồi. Khá đáng sợ mọi người. Địt mũi quá, nói chuyện nó kiểu nó không được mượt cho lắm mọi người ơi. Volibear đây rồi, ok. Bây giờ thì mình sẽ thế Volibear với con tưởng nó trên con Senna mọi người nhá. Rồi bây giờ mình đã có 7 kim long ở trong cuối cùng của mình đây. Rìu của The Raven à. Và một cái trang bị kia thì
Mình sẽ bây giờ thì để xem nào. Ron mọi người ơi, Sai Ra này, Sai Ra của mình còn 3 nữa lên 3 sao mọi người nhá. Khá là ngon. Vậy bây giờ đây là một máy nhân bản này. Ok, có ngay một máy nhân bản luôn, tuyệt vời. Với máy nhân bản này thì mình chỉ cần 2 Sai Ra thôi thì sẽ lên được Sai Ra 3 sao rồi. Mọi người ạ, chỉ cần 2 Sai Ra lên 3 sao nha. Ông Thượng Long là khỏe quá. Chắc là mình sẽ run thôi, 36 máu thì bây giờ mình sẽ bắt đầu run hết tiền nha. Để có thể cố gắng kiếm một giọt 3 sao, Idas này. Sai Ra ơi, Sai Ra của tôi ơi. Không ra. Có vẻ hơi khó đúng không? Những cái pha run cuối cùng, những cái pha run hơn rất là khó. Rất là khó ra những cái thứ cần đây. Ông này cầm một con Sai Ra thôi, còn Idas thì không ai cầm cả. Một đá thôi mọi người, một con đá thôi nha. Một con đá thôi mọi người nhá. Mình sẽ lựa chọn một cái trang bị cho Soraka mọi người, lấy Soraka nha. Vừa có 5 vàng vừa có thêm một cái trang bị thú tượng thành giáp nữa. Ok, Idas ơi, xuất hiện đi nào để tôi có thể lên Idas 3 sao cho anh em xem theo dõi nào. Từ một pha sao tự động và cái kết đó chính là có Idas 3 sao. Ok, tuyệt vời, Idas rồi. Và bây giờ thì mình sẽ dùng Neko luôn mọi người nhá. Dùng Neko cho Idas lên 3 sao luôn. Ok. Bây giờ thì anh em sở hữu một con Idas gọi là super trâu và super khỏe luôn. Đang sở hữu cho mình hai trang bị của hình kim long và một cái vuốt rồng mọi người ạ. Này cho con này đi, vì của Draven thì mình tính cho được cái trang bị đủ của Draven này cho con Sai Ra cầm cơ. Ok mọi người ơi, cháy vãi mọi người ạ. Idas khỏe vãi nổi luôn. May sao mà Ron hên mọi người, hên ghê. Nói chung là game này mình Ron đỏ mọi người ạ. Không đỏ là cũng hơi toang. Sai Ra mình chuẩn bị lên 3 sao rồi. Trang bị đang dư trang bị đây mọi người ạ. 11 tiết à? Ơ, đây rồi. Đang chơi Thượng Long, game này cũng nhiều anh em chơi Thượng Long thật sự luôn. Bây giờ thì để xem nào, Sai Ra cái trang bị này. Cái trang bị điều của Draven này cho con Volibear cầm đấy mọi người. Vàng rơi, hồi máu, lại quẩy tiếp thôi, 3000 máu mọi người ơi. Mình là cộng thêm một Soraka nữa là hồi máu nữa, gọi là super hồi máu mọi người nhá. Của xoay bài chất lượng quá. Xoay bài Sai Ra với cả Idas xong cuối cùng bây giờ thì Idas chuyển lên 3 sao luôn. Uầy, thực sự Idas nó làm điểm tựa cho con Sai Ra rất là nhiều mọi người nhá. Anh em thấy không? Cứ Sai Ra Idas gồng xong Sai Ra rút quá là chất lượng luôn. Tuyệt vời. Mình sẽ tích là khoảng tầm 40 vàng rồi mình sẽ bắt đầu run tiếp để kiếm Sai Ra 3 sao anh em nhá. Hy vọng sẽ có một cái Neko ở round này.
76 tiết. Quà từ vũ trụ nhà tài phiệt khai sáng. Có Nico không? Không có Nico à? Có Nico không? Vẫn là không có luôn. Xảy ra tôi đâu ấy nhở? Xảy ra đâu? Xảy ra không ra là ông cháu à? Rèn thế nào? Ôi xôi, rèn qua quả sâu zin luôn à? Khét đấy. Ông này vẫn chưa gì thay đổi cả. Chín thượng long mọi người ơi. Không là xảy ra rồi. Chín thượng long là hơi căng đấy. Mày sói đắt thì khỏe quá. Bút giáp châu cộng thêm cả xảy ra nó cũng là dồn tốc đánh cao nữa. Ok. Còn xe của mình thì đã có cho mình một cái trang bị đó chính là Soulzin rồi. 3.000 giáp mọi người nhá. 700 máu nhưng mà 3.000 giáp luôn. Lại giáp tiếp đây. Đánh đến ngày mai không chết mọi người ơi. Mai sao mấy ông này không có áo trong lửa mọi người. Nên lượng máu hồi rất là ổn. Năm mươi tám tiếp, bây giờ đang đổi vị trí rồi. Ông là hết vàng để Ron để kiếm con Owen Soi lên 2 sao rồi. Xây ra đâu? Trốn đâu? Mau xuất hiện! Ông đổi vị trí rồi, đã cho Owen Soi 2 giao điện static luôn. Mình sắp được nổ cái điều đưa vần được 8 vàng rồi. Ai đáp? Skill đi. Chết mất con gấu Volibear rồi. Nhưng không sao, vẫn còn rất đông anh em ở phía đằng sau ạ. Nào, ai đáp hãy bảo kê cho tôi, hãy cho tôi một điểm tựa để tôi hủy diệt team địch nào. Cháy đấy. Cháy luôn nào. Say ra ơi, anh em mình chơi là phải sao nhở, chơi là phải cháy nhá. Ui, 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 xây ra xe của tôi. Ây ạ, ui, may sao lại giáp được bút nữa. Nhưng mà có vẻ không ổn rồi. Lượng sát thương của đối thủ quá nhiều mọi người ơi. Nhưng mà Idad của mình không phải dạng vừa. Lại hồi máu. Vâng, kết quả là hòa nhưng mà lượng máu của mình lại thấp hơn ông đấy cơ. Càng đấy. Được rồi, một bé xảy ra thôi mọi người. Một bé xảy ra thôi là mọi thứ sẽ được quyết định luôn. Quyết định luôn, quyết định luôn. Mra. Càng nhờ. Càng đấy anh em ơi. Không sao, chỉ cần lên được con này thôi. Xảy ra 2 sao, 3 sao thôi thì game là của mình luôn. Quả lên anh em ơi, được 2 vàng rồi. Xảy ra. Vẫn chưa xuất hiện xảy ra mọi người ạ. 98, 100 stack, được 8 vàng và bắt đầu round tiếp. Round này thì mình đã win rồi. Là thêm một cái giao điện mọi người ơi. Hay làm quả xảy ra 3 sao 3 giao điện nhờ. Có cháy không đây, xảy ra. Không ra rồi. Liệu round đi chợ này có xảy ra không? Kết quả là không mọi người ạ, round đi chợ không xảy ra. Trang bị thì bây giờ thì mình sẽ lựa chọn một cái trang bị gì đó nhờ. Một cái trang bị nào đó. Cái nỏ set đi mọi người. Làm nỏ set đi. Đấy rồi, chính nó luôn mọi người ơi. Và bây giờ thì mọi người biết mình phải làm gì không ạ? Đó chính là mình sẽ rút cái đồ này ra và rút cái đồ này ra để cho xây ra cầm combo, đó chính là giao điện này. Và thay một cái giao điện nữa thì mình sẽ là một cái cuồng đao mọi người nhá. Rồi, làm thêm quả Sonoka 2 sao, 3, 2 sao đi. Cho nó cháy luôn đi. Ok, không ra rồi.
Huyết kiếm à? Huyết kiếm cho con Volibear cầm vậy. Nó xét đi. Này cho con Kain cầm. Rồi ok, xay ra. Làm được gì trò gì không? Đúng rồi, ném thế nào? Điện giật nào? Điện giật nào? Lên luôn nào? Cháy luôn nào? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Anh em mình ơi, giết từ kia nào? 26 tiết, không biết còn end game luôn chưa? Mình nghĩ sẽ là còn một round nữa đây. Ui, giáp nhiều quá anh em ơi, vẫn chưa chết ạ. Vẫn phải là còn một round nữa. Giáp lên tận 4600 giáp này thì giết thế nào bây giờ? Khỏe quá. Chính xác là bạn ơi, khỏe thực sự luôn ý. Xảy ra 3 cũng là đắt 3 sao, còn thua nó thì chỉ có khóc thôi. Ông này hết vàng để Ron thì kiếm được con. Ui, ông đang soi sát thủ nữa là cháy thế nhờ. Chấp thơ này đi hả? Thôi người anh em ơi, tôi không muốn bị thua đâu. Đừng có dụ tôi nhá. Đúng rồi nào. Vâng. Sorry. Sorry vì tôi quá khỏe bạn nhá. Vâng. Nhất đao đoạt mệnh. Chào mọi người, hẹp lại ở những video sau. Bye bye, tạm biệt nhá.